Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay ở bên Hàn Quốc cực kỳ là rét, âm sương sương 6 đến 7 độ. Nó thấy bảo là rét từ nay cho đến qua Tết âm lịch này. Thì không biết ở Việt Nam mình mọi người chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Đói, thời gian gần đây xem mấy anh chị làm bên YouTube nổi tiếng ấy, về Việt Nam ăn Tết mà mình nói chung là thèm tuồng. Nhưng mà chắc là năm nay là mình không về được rồi mọi người đâu. Tại vì nhà mình thì mình có nói anh Xu, anh là trưởng ấy, năm nào nó cũng cúng ở nhà mình, cho nên là Tết thì mình sẽ không có về, mà về mà những ngày giỗ bố mình này, hoặc là nghỉ đông nghỉ hè hai đứa nhà mình ấy. Cho nên là 12 năm rồi chưa được ăn Tết, quên hết cái không khí ăn Tết của Việt Nam mình bây giờ rồi. Nhớ cái hồi nho nhỏ vậy, nấu gói bánh chưng như xong rồi lại chuẩn bị hoa bánh kẹo mứt này, hạt dưa các thứ. Không biết bây giờ có ai còn ăn hạt dưa với lại đi biếu Tết không nhỉ? Biếu bánh chưng xong rồi gói kẹo các thứ ấy. Ôi, trời, nghĩ đến thèm ghê á. Bây giờ tôi không nói chuyện Tết nữa, càng nói càng buồn. Tại vì hầu như năm nào cũng còn ở bên này thì thực ra là không khí Tết chỉ có được nghỉ 3 ngày thôi. Ngày 30, mồng 1, mồng 2, đấy là ngày lịch đỏ. Còn đâu là người ta lại đi làm bình thường ấy. Bên này năm nay ấy, thì hết Tết ra là hai đứa nhà mình nó đi học ngay. Cho nên nó cũng chẳng có cái không khí gì, cũng lì xì giống như bên Việt Nam mình ấy, nhưng mà chỉ có những người có tuổi như mẹ mình ấy thì cúng bái thôi. Còn những gia đình nào mà người ta không cúng thì người ta sẽ đi du lịch hoặc là gia đình sum họp, thế thôi, không có gì hết. Nên là xem các chị đến sân bay các thứ nhớ ghê á, nhớ Nội Bài này. Cũng phải gần 4 năm rồi chưa được về với mình ấy, cũng lâu lắm rồi. Tại vì đúng ra nếu mà không có dịch thì mình với anh Su là đã thỏa thuận là 2 năm mình sẽ về một lần. Thế nhưng mà tự nhiên cái bà Corona ở đâu đến ấy. Hôm nay thì thời tiết cũng khá là rét này, cho nên là đang tính lái xe đến quán chị Niềm xem có cái món gì ngon ngon không về mua về cả nhà ăn. Với lại chồng mình dạo này không biết làm sao tự nhiên lại thích ăn, anh thèm ăn món Việt đó mọi người. Kiểu như là tập cũng quen hay sao ấy. Thế là thực ra là có nhiều quán lắm, nhưng mà mấy quán khác thì những đồ mình không thích này. Cái quán chị này chị nấu là hợp với khẩu vị của gia đình mình nhất, cho nên bây giờ mình sẽ đi nhá. Bây giờ mình đang ra quán chị Niềm này, nhưng mà hôm nay mình sẽ đậu xe hơi xa một chút, tại vì quán chị nằm ở trong cái chợ đấy. Nhưng mà mình ít đi là tại vì cái chỗ này nó đông người. Bây giờ còn cuối năm là người ta đi sắm đồ các thứ. Nhưng mà toàn đây là người có tuổi thôi mọi người, người trẻ không có mấy nhá. Cái chợ này ở bên trên nó có cái đồ chắn ấy, cho nên nó không có rét như cái chợ ngoài trời ngày xưa mình hay đi ấy. Nó cũng đỡ hơn một tí. Nhưng mà trong đây người ta bán hơi đắt, cho nên là mẹ mình cũng không có bao giờ đi mấy. Chợ Ipha chả cưng cả. Ý có 3,000 won nhá. Ồ, bí sợ cưng à. À, để cho 하나 주세요. 이거는 많은 거 없어. 이거 얼마야? 5,000. 아, 그래요? 이것도. Cho chả cưng cả. Đấy, mình sẽ mua một ít hành. Nhà không có hành. Rồi, phải rét kia mà mấy bán kìa. Ngồi co ro vào, bán hàng. Trông kiểu tội tội nhỉ. Ở đây người ta có cá nữa đi. Ơi, con bùi hay mấy? À, cá gì mình không biết tên. Oh, 베트남 어 어떻게 아세요? 어, 근데 어떻게 아셨어요? 베트남 손님. 아, 그래요? 아, 저요. 감 bác em biết, bác em biết cả tiếng Việt mọi người. Biết xin chào, cảm ơn. Xin chào. 감사합니다. 많이 파세요. 자, 이제 일정 했을. 저 này bác cái đang bán rau củ các thứ này. Nhiều. Ui, dâu đắt chưa này. Chỗ này 1 cân là 15.000. Mà cũng không có được to mấy nhỉ. Mình đi cái giờ này là buổi chiều cho nên nó không có người mấy. Còn trong cái ngõ này là người ta chỉ bán quần áo này với mỹ phẩm các thứ thôi. Mình không có cần thiết cho nên là mình dễ đi ra. Ui, rét run rồi kìa. Trời, người ta đang bán bánh bao kìa. Nóng hổi thích chưa. Nhưng mà bên trong hầu như toàn nhân đỗ, mình không thích. Đây, đã đến quán chị Niềm.
Ui, nó rét thế cống à. Chị. Năm ra, ôi rồi này có cái món gì kìa. Tao đang nấu hàng người Việt Nam, hồng dẻo. Chị á, hồng dẻo á. Ủa, đấy. Lạ. Trời ơi, cái thùng gì mà. Cái thùng thùng gì mà để tan bát cái này. Chị Niệm đang ăn cơm mà có khách vào cho nên là phải nấu ăn cho khách nữa rồi. Bận. Rồi đến quán chị Niệm là ngửi toàn cái mùi hành khi thơm đấy, không biết. Đồ người Hàn ấy thì người ta không có phi lên như ở Việt Nam. Món Việt Nam mình ấy, Việt Nam có cái món rau muống xào tỏi thơm này. Ôi, trong đây có cả nước dừa ngon chưa này. Mình sẽ lấy một khay vậy cho nó tưởng nhớ đến hương vị nước dừa của Việt Nam mình. Một lốc được 6 lọ như thế này. 6 lon lại quên mà 6 lọ. Chè Thái nữa này. Trời ơi, chè Thái với sầu riêng. Sầu riêng nó chín quá cho nên chị để ở đây. Bỏ húp các thứ nào không thiếu gì. Một nãy trước khi đi ấy, chồng mình có dặn là hôm nay thèm ăn bún bò Huế. Cho nên là bây giờ đang bảo chị Niềm làm hai bát bún bò Huế hẳn cho mình ăn này mọi người ơi. Mà chị ấy bận quá đang ở trong bếp. Đói không bây giờ? Về ăn hai bà con mình, hai bà chồng mình ăn cơm luôn. Hôm nay sẽ ăn một bát cá. Hôm nay mập thì đơ ra này. Nước dừa chồng mình anh thích uống này đó mọi người ơi. Sắp thành người Việt Nam thật rồi. Đấy, cái bắp à. Cẩn thận. Không có gan nhỉ. Uống cho nó đỡ nhớ không bị. Mát đó mọi người, mát nhưng mà hai đứa nhà mình nữa không uống. Cái này ngố đó. À, cơm bé. Cơm bé. Trời nó mát lắm. Nó kiểu nhạt nhạt ấy. Nói chung là ngon. À, đây là cái đùi gà rán của chồng mày anh nha. Không ạ. Có cả rau mùi này, xà lách các thứ nhưng mà kiểu mình lâu rồi không ăn quen với rau sống mọi người, nên là quen rồi không ăn luôn. Đúng là ăn bún phải có rau sống mới ngon. Mà sẽ gây tôi xe đó. Mà cho mình ăn ngon miệng vào, anh ấy thèm cũng thèm rồi đêm qua. Quên chanh. Chanh được á. Lên mùi nhỉ. Rau có thể thiếu mà chanh không thiếu bàn đối nữa. Bỏ anh không, anh bỏ anh không. Ôi, ngon lắm mọi người ơi. Là xin mời tất cả mọi người ăn bún bò Huế cùng với hạ vợ chồng mình nhá. Mình còn thèm cả bánh chưng mọi người. Nhưng mà kiểu như là chưa đến gần Tết ấy, cho nên là trên mạng các chị chưa có bán nhiều mấy. Hàn nó sọ. Ngon phết. Ăn ngon. Nhiều cái bì chiên á. Ngon sọ. Mùa hè thì đồ Việt Nam mình không ăn mấy nhưng mà đến mùa đông ăn những cái bát bún này nó ngon. Thời tiết rét xong rồi. Ấm nóng. Chẳng chua gì cơ. Không biết là phải nó cốt 100% không?
và khôi ghi bài sắp. Ngon quá. Ngon. Trong. Bạn dạng ngon. Trong. Ừ. 이 고기가 맛있어. 응? 소고기가 맛있어. Mình dạo này đang vào béo mọi người, tăng lên 2 cân. Trời ơi, nhìn cái mặt như cái mặt thớt luôn. Ai mà xem cái video của mình từ năm ngoái đấy mà thấy cái mặt nó gọn, nó đỡ hơn bây giờ không? Rồi bây giờ xem lại cái video của mình, cái mặt nó to, tăng 2 cân nhưng mà tăng lên mặt nhiều ấy. Thế là bây giờ đang nói ra sợ mọi người để mắng. Nhưng mà mình kiểu mình khấp ấy, còn bên 50 mà béo thì đúng là nhìn nó sợ lắm. Cho nên là bây giờ ăn uống đang hạn chế, buổi trưa ăn có tí tí thôi. Buổi sáng cũng không có nhịn, lại không nhịn nữa, tại vì mình bị huyết áp thấp ấy. Cố gắng uống một gói hồng sâm này, xong lại uống một viên tiền bình, sau đó uống sữa hoặc là bánh. Cái gì mà mày? Ừ. 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 Thế bảo là bây giờ về Việt Nam phải cách ly, người thì bảo là 3 ngày, người thì bảo 7 ngày. Nhưng mà thực sự là mình cũng hoang mang, không biết như nào. Dù là mình năm nay tính là không về, nhưng mà vẫn cứ tò mò. Tiêm thì 3 mũi là đều tiêm hết rồi. Ăn thử cái miếng đùi gà. Ăn giòn giòn ngon. Mình quay cho bánh rồi. Mình uống rượu bia rồi nhỉ. À, mình lần trước mình thắc mắc cái gì nhỉ? Có nghĩa là mình là những người ở nước ngoài về là cách ly là đúng rồi đấy, nhưng mà ví dụ từ miền Bắc mà vào trong về trong miền Nam ấy, hoặc là từ miền Nam về trong miền Bắc mình ăn Tết là phải cách ly không nhỉ? Mình tự nhiên bảo hình như là có sao ấy. Còn ở bên Hàn thì cùng một nước thì hình như là không phải cách ly đâu mọi người, chỉ có từ nước ngoài về là phải cách ly thôi. Mọi người đã chuẩn bị đồ đạc xong rồi, mang về quê biếu bố mẹ ông bà rồi. Tháo màu sắc vẽ ra mừng đấy. Xin có cúc sụp muốn bay mồm ăn nhanh ta. Cũng làm một cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
잘 먹었습니다. Đây này, bây giờ mới là cơm của Đông Quân với Minh Chu. Mình vừa nặn ra khoảng 3 con ghẹ nha mọi người. 3 con ghẹ mà cái phần bụng đó. Rồi Đông Quân nó ngửi mùi thơm, nó biết cái món này. Thực ra là mình có cơm trắng thì nhìn nó ngon nhỉ, nhưng mà nhà mình thì hôm nay lại ăn cơm gạo tím. Cho nên là thôi kệ. Bây giờ là em Minh Chu sẽ cho lá kim nhỏ vào, xong mình trộn lên ăn cùng như này. Hai anh em ăn chung. Giống như ôi chốt nhiều quá. Ờ, được không? Minh Chu hôm nay nguyên cả bộ. trông hay chưa là mọi người, như trẻ con ấy nhỉ. Dù là trẻ con thật nhưng mà đáng yêu. Cái món này thực ra chỉ có Đông Quân nhà mình nó thích thôi, nhưng mà Minh Chu hôm nay bảo là con chỉ ăn thêm với anh thôi, chứ con không có cần một bát riêng ấy. Trộn mạnh lên, trộn đều lên, xong rồi cho một chút dầu mè vào ăn ngon lắm. Đông Quân nó bảo thế, cho mình thì mình lại không biết ăn cái món này. Sang bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn lạ lắm. Đúng rồi, Minh Chu tay khỏe trộn còn nhìn còn đỡ ấy. Anh Đông Quân ấy cầm cái cầm bút thì rất là giỏi, cô giáo nào cũng khen là Đông Quân chữ đẹp, thế mà cầm đũa cầm thìa thì nhìn cứ như là kiểu 2-3 tuổi ấy. Được chưa? Đông Quân, nó bao nhiêu rồi? Ra ăn cơm. Ăn cơm kìa chứ. Ờ. Sukra khana khá chưa? Đâu ăn cơm. Nhìn thấy cái sợi cơm. Ăn từ từ thôi, chân chân nhỉ. Chân chân nhỉ. Chào mừng kết xin mì đà. Hai anh em ăn chung. Bây giờ hoạnh mẹ nhau suốt ngày, không biết bao giờ lớn này có nhớ không nhỉ? Ăn từ từ không nóng. Khen ngon đấy. Ngon không? Ngon. Minh Chu bỏ cái kia cho mẹ ngoan nói có nghe không vậy? Bịp hết cả tai vào. Buổi sáng đi học nó mà có cái đấy ấm tai, nó không bị đỏ lên này. Đấy, mọi người để ý Đông Quân là tay nó cầm kìa. Nó cầm thìa, cầm đũa nó vụng ấy. Thì được cái tay cầm bút thì viết chữ đẹp. Cô giáo học từ lớp 1 ai cũng khen là chữ đẹp. Má sợ sao? Không thử à. Mà không ngon ở đâu. Anh bảo là ăn chậm, ăn từ từ. Ôi thế thôi, ai ăn kia. Chân ui ui. Ăn bằng bé rồi, ai ăn cái kia. Minh Chu bắt đầu chọc anh. Ăn đói chưa? Có nhiều chị bảo là Đông Quân dạo này trông có vẻ có tí da tí thịt, nhưng mà không phải, cái tóc nó dài nhìn nó vậy. Chứ cân nặng thì vẫn thế. Mực băng ấy.
Sạch bánh chắn, giỏi quá.